Rất là hoan hỷ, chào mừng quý bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp sự hóa lành, gặp hung hóa cát, phúc lộc đề đa, tiền vào như nước, tiền ra nhổ giọt, giàu sang viên mãn tới già. Nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ gửi tới quý ông bác anh chị, đó chính là nội dung như sau. Lộc trời ban xuống, tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, đúng tháng năm âm lịch năm Giáp Thìn 2024, nghịch thiên đảo vận, sự nghiệp lên hương, làm ăn trúng lớn, trúng số cực khủng, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, trả sạch nợ nần, đổi đời đại gia, thông dong tận hưởng phúc khí lớn đến cuối cuộc đời. Quý sáu thân mến, trong cuộc sống này vẫn có rất nhiều người đang phải sống cảnh khổ cực, nghèo đói, nếm đủ mọi khổ ải trần gian, họ làm việc quên ăn quên ngủ, chỉ mong sao sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, cho dù cuộc sống có vùi dập họ như thế nào, thì cũng không thể nào ngăn cản được ý chí và lòng quyết tâm của họ, đổi vận, đổi đời thành công. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mình, không phải ai sinh ra cũng mang trên mình căn số phú quý, mang trên mình sự giàu có, vinh hoa, mà để có được thành quả đó, họ đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí là cả xương máu rơi để có lấy những tháng ngày hạnh phúc, bình yên. Và mới đây nhất, khi xem vận trình tử vi 12 con giáp, đúng tháng năm âm lịch năm Giáp Thìn 2024, bất ngờ thấy rằng những người sinh năm 1982 tuổi Nhâm Tuất là con giáp được nhắc đến duy nhất trong bảng vàng nhận lộc trời ban. Đúng tháng năm âm này, song lộc phúc tinh cao chiếu, chói rực cho vận trình của bản mệnh. Làm gì cũng thuận lợi, phất lên giàu có, sung sướng, ai ai cũng ngưỡng mộ nhìn theo. Vậy, vận trình tuổi Nhâm Tuất trong tháng năm âm lịch này diễn ra như thế nào và phải làm sao để nắm bắt được những cơ may trời ban đó? Thì ngay sau đây, quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu nội dung chi tiết nhé. Trước hết, xin mời quý vị hãy cùng điểm qua đôi nét tổng quan về vận trình tử vi tháng năm âm lịch của tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, cùng với đó là những nét tính cách độc đáo, khác biệt, giúp phân biệt tuổi Nhâm Tuất với những con giáp khác. Theo tử vi, tháng năm âm lịch là tháng Canh Ngọ hay tháng Lựu Nguyệt, tượng trưng bởi loài hoa lựu và hoa lan chuông. Loài hoa biểu trưng cho sự cao quý, hoa lan chuông thể hiện rằng bạn rất ngọt ngào và khá cầu toàn, tỉ mỉ. Tháng Canh Ngọ, năm Giáp Thìn, có thiên can là Canh, địa chi là Ngọ, cầm tinh con ngựa, ý nghĩa tháng này là cầu nối bước sang mùa hè, khi đất trời đã bắt đầu ngập tràn những ngày nắng. Tử vi tháng 5 năm 2024, tuổi Nhâm Tuất âm lịch thấy rằng bản mệnh giữ được tinh thần hăng hái, nhiệt tình trong tháng này, nhưng kết quả thu được là thành công hay giang dở thì phần lớn phụ thuộc vào thái độ làm việc của bạn. Dưới tác động của cục diện tam hợp, công việc tiến triển tương đối thuận lợi với con giáp này, bạn tập trung vào nhiệm vụ thì ắt đạt được kết quả đáng mừng. Tuy nhiên, điều cần chú ý là bản mệnh phải duy trì được sự kiên trì của mình, đừng nên nhiệt tình lúc bắt đầu rồi sau đó lại thành ra chán nản, bỏ dở giữa chừng, khiến cho người khác phải quyết định giúp mình. Chuyện làm ăn có những dấu hiệu tương đối tích cực khi bạn xây dựng những mối quan hệ xã giao hài hòa, việc ký kết hợp đồng nhìn chung thuận lợi. Song trước khi hợp tác với ai, bạn cần dành thời gian theo dõi, đánh giá đối phương cũng như tính khả thi của kế hoạch làm ăn. Khi nhận thấy mọi khía cạnh đều phù hợp, bạn mới nên đưa ra quyết định cuối cùng. Theo tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Nhâm Tuất âm lịch, chuyện tình cảm cũng có nhiều dấu hiệu đáng mừng do được ngũ hành tương sinh giúp đỡ. Bạn có thể được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng, đôi bên hợp nhau ngay từ những lần nói chuyện đầu tiên. Lại thêm tinh thần lạc quan, cởi mở, bạn dễ trở nên nổi bật trong mắt mọi người xung quanh, chuyện tìm được người tâm đầu ý hợp không còn quá xa vời. Người sinh năm 1982, mang mệnh thủy, đại hải thủy, nghĩa là nước biển lớn. Theo chết tự, đại hải thủy là nước của biển lớn, là một nguồn nước mênh mông, vô tận và đầy mạnh mẽ. Luận bàn về mệnh đại hải thủy trong sách phong thủy truyền thống ghi chép, từ cổ xưa có câu, đại hải thủy, thiên hà thủy, lưu nhị ban bất giữ thổ vi cửu,
ngoại giỏ đô lai toàn kỵ thổ, phùng chi y lộc bất nan cầu. Đại hải thủy có nghĩa là nước biển lớn, thiên hà thủy nghĩa là nước trên trời, nước mưa. Hai loại mệnh thủy này không sợ mệnh thổ. Thổ vốn khác thủy theo quy luật ngũ hành, tương sinh tương khắc, vì đất không ở biển lớn, đất cũng không ở trên trời. Người mệnh đại hải thủy khi kết hợp với người mệnh thổ sẽ dễ được hiện đạt đường công danh phú quý. Còn lại các mệnh khác bao gồm giản hạ thủy, nước khe suối, trường lưu thủy, nước sông dài, giang hà thủy, nước sông cái, đều kỵ thổ. Cổ học Tinh Hoa Phong Thủy ghi chép rằng mệnh đại hải thủy ví như nước biển lớn, rộng lớn bao la, sức mạnh vô cùng, nên người mệnh đại hải thủy khí chất cũng không bình thường, hoặc là quân tử, hoặc là tiểu nhân. Nếu là người có mộng lớn, tùy vào tâm thiện ác, không là anh hùng cái thế, cũng là gian hùng thời đại. Nước biển lớn cũng trải rộng muôn phương, hấp thụ ánh sáng của nhật nguyệt trăm sông nghìn suối, bước cuối cùng cũng đổ về biển khơi. Người mệnh đại hải thủy hoặc là bao dung nhân ái, hoặc là tham lam không bao giờ biết đủ. Người mệnh đại hải thủy là những người có tầm nhìn, biết tiến, biết lui, ứng phó linh hoạt trong mọi hoàn cảnh, nếu làm chính trị cũng rất dễ thành công hơn người. Và sau đây là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng năm âm lịch cho người tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, vận hạn, may mắn và cách hóa giải, giúp bạn đón lành, tránh dữ, gặp hung hóa cát. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Nhâm Tuất âm lịch thấy rằng bản mệnh sẽ gặt hái được nhiều thành tích đáng mừng. Trên phương diện sự nghiệp trong tháng này, bạn đã cố gắng suốt một thời gian dài vừa qua và nay là lúc bạn được nhận thành quả xứng đáng. Với người tham gia các buổi thi cử, tuyển chọn, bạn dễ dàng gây ấn tượng với giám khảo nhờ kiến thức phong phú và cách hành sự điềm tĩnh của mình. Nhiều người sẽ được chọn vào vị trí hoặc đỗ vào nơi mà mình mơ ước từ lâu. Đây chính là bước đi đầu tiên trên con đường thành công của bạn. Với người đã có công việc ổn định, thời điểm này, bạn xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa, bạn đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến và giúp đỡ. Vì vậy mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể hoàn thành đúng thời hạn. Các công việc nhóm cần sự hợp tác của nhiều người cũng sẽ thu được kết quả rất khả quan. Nguyệt lệnh trường sinh còn đem thêm nhiều cát lợi cho sự nghiệp của con giáp này. Bạn càng nhiệt tình giúp đỡ người khác bao nhiêu thì càng có nhiều cơ hội gặp được quý nhân bấy nhiêu. Quý nhân xuất hiện sẽ giới thiệu cho bạn những hướng đi mới, đầy triển vọng. Tuy nhiên, dù thuận lợi đến mấy, thì đôi khi bản mệnh vẫn phải chịu tác động của hung tinh ngũ quỷ, khuyên bạn trở nên hoang hoang, coi thường người khác hoặc chủ quan, lơ là trong những công việc quen thuộc. Không ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người, kẻ xấu vẫn luôn rình rập, chờ đợi cơ hội để hạ bệ bạn đấy. Về phương diện tài lộc, căn cứ tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Nhâm Tuất âm lịch, tài lộc của người tuổi Nhâm Tuất có những điểm sáng đáng kể trong thời điểm này. Nguồn tiền đổ về túi ào ào, khiến bạn có thể thoải mái chi tiêu hơn, không còn rơi vào cảnh thắt lưng buộc bụng như khoảng thời gian trước đó nữa. Người làm công ăn lương, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nên nhiều khả năng sẽ được nhận thêm các khoản hoa hồng, thưởng nóng. Thậm chí một vài người chạm tay vào cơ hội thăng quan, tiến chức, thì tiền lương cũng tăng tiến là việc hiển nhiên. Bạn không chỉ cải thiện cuộc sống trong một tháng, mà còn là trong khoảng thời gian từ nay về sau. Người làm ăn kinh doanh, biết chớp lấy cơ hội làm ăn phù hợp với khả năng của mình, nên khách hàng, đối tác luôn đổ tới dồn dập. Có thể thấy rằng, dù hơi vất vả một chút, song bạn sẽ rất hài lòng với những gì mình đã làm được. Tháng này còn là thời điểm thích hợp để bạn ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô kinh doanh, sản xuất của mình. Hãy tin tưởng vào năng lực của bản thân, bạn sẽ còn tiến xa hơn thế này nữa. Tuy nhiên, ngũ quỷ hung tinh vẫn luôn tiềm ẩn, bạn cần tránh lo việc bao đồng, khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt lúc nào không biết. Trong quá trình làm ăn, hãy cẩn thận trước những chiêu trò không trong sạch. Trước khi ký kết hợp tác với ai, thì cần kiểm chứng thông tin, tìm hiểu về đối phương cẩn thận. Về phương diện tình cảm, gia đạo, người tuổi Nhâm Tuất cũng luôn được sống trong bầu không khí hạnh phúc trong tháng này. Nửa kia của bạn là người dịu dàng và thấu hiểu, nên bạn luôn có thể thoải mái tâm sự mọi điều với đối phương. Người ấy vừa có thể giúp bạn gỡ rối, vừa giúp bạn có thêm động lực để tiến về phía trước. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong nhà cũng có nhiều cải thiện. Đôi bên đã biết lắng nghe nhiều hơn, đồng thời cùng hạ cái tôi của mình xuống, nên mọi mâu thuẫn đều có thể được hóa giải. Với người độc thân, bạn có thể được người nhà hoặc bạn bè thân quen giới thiệu cho đối tượng triển vọng. Hai người trò chuyện hợp nhau ngay từ những lần đầu tiếp xúc, đây chính là một dấu hiệu rất đáng mừng, báo hiệu nhiều niềm vui khác sẽ đến vào sau này đấy. Ngoài ra, nhờ mối quan hệ rộng rãi, bạn cũng có thể tự gặp được người phù hợp qua những buổi xã giao,
cứ tự tin kéo gần khoảng cách với đối phương, sự chân thành của bạn có thể khiến người ấy cảm động. Về phương diện sức khỏe, tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Nhâm Tuất âm lịch thấy rằng người tuổi Nhâm Tuất không gặp vấn đề gì cần lo lắng về sức khỏe. Bạn duy trì được thể trạng của mình nên làm việc gì cũng rất nhiệt tình, hăng hái, gặt hái được thành tích cao. Tuy nhiên, con giáp này cần nhớ không nên làm việc quá sức, khiến cơ thể mệt mỏi. Dù có đang bận rộn đến đâu, bạn cũng nên đúng giờ ăn uống, đúng giờ nghỉ ngơi. Tiền bạc có thể kiếm dần dần, nhưng sức khỏe đã bị tổn hại thì khó mà khôi phục như xưa. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 5 âm lịch sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1962? 1. Tử vi 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch. Xem tử vi 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch, người tuổi Nhâm Tuất đang được nhận rất nhiều vận may, đặc biệt là ở phương diện tài lộc. Trong thời gian này, không chỉ việc hợp tác kinh doanh thuận lợi, mà còn có cơ hội ký kết được những hợp đồng lớn, mang lại nhiều lợi nhuận. Những người theo nghiệp bất động sản sẽ nhận được món hời không nhỏ. Nhân lúc làm ăn thuận lợi, bạn nên biết đáp lễ những người đã hỗ trợ bạn nhiệt tình trong thời gian qua. Những vận may bạn đang có hoàn toàn không chỉ do mình bạn tạo nên, đó là sự tập hợp sức mạnh của nhiều người. Tuy nhiên, trong lúc này, bạn cũng nên cẩn trọng trong mọi hành động của mình. Bạn nên lưu ý trong những lời nói, tránh tình trạng đứng núi này trông núi nọ mà gặp cảnh éo le. Có nền tảng tài chính, lại thêm ý tưởng hay ho, cùng động lực cải thiện uy tín và địa vị, con giáp này chắc chắn sẽ gặt hái thêm nhiều trái ngọt. Bản thân bạn cũng hài lòng với những gì mình đã bỏ ra. Thời gian này còn mang tới những tín hiệu tích cực cho chuyện tình cảm của Nhâm Tuất. Những bạn đã có đôi thì sống trong những phút hạnh phúc ngập tràn, yêu và được yêu, cả hai không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình mà chẳng suy nghĩ quá nhiều. Quý nhân, Ngọ, Mão, tiểu nhân, Thân, Tị. Màu sắc may mắn, xanh là cây, nâu. Con số may mắn, 67, 30, 12. 2. Tử vi 10 ngày giữa tháng 5 âm lịch. Xem tử vi 10 ngày giữa tháng 5 âm của người tuổi Nhâm Tuất cho thấy hung cát đan xen, hòa phúc hay không phần nhiều do chính mình quyết định. Đường tình duyên của con giáp này trong giai đoạn này không mấy tươi sáng, có lẽ sẽ gặp phải những trục trặc, khúc mắc trong mối quan hệ đôi bên. Đường tài lộc khá ổn định và luôn trên đà thăng tiến, cả chính tài và thiên tài đều xuất hiện, báo hiệu các khoản lương thưởng không thể thiếu được trong tử vi của người tuổi Nhâm Tuất thời gian này. Bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tiết kiệm một khoản để đầu tư vào các mảng khác, cũng như để dành khi có việc cấp bách. Vận trình công danh sự nghiệp, tuy có Thái Dương trợ mệnh, giữ ổn định cho cả tuần, nhưng nếu xét chi tiết theo tử vi hàng ngày, thì vẫn có khá nhiều điểm bất ổn. Thương quan hiếu thắng có thể khiến cho bản mệnh đưa ra những quyết định sai lầm khi chưa suy nghĩ được kỹ càng. Tuy có chính quan bảo trợ về tinh thần làm việc, cũng như năng lực của con giáp này, nhưng một lỗi lầm không đáng có vào thời điểm nhạy cảm cũng có thể khiến cho con đường tiến thân của bạn bị tụt lui. Tuy nhiên, trong lúc này bạn cũng nên cẩn trọng trong mọi hành động của mình. Bạn nên lưu ý trong những lời nói, tránh tình trạng đứng núi này trông núi nọ mà gặp cảnh éo le. Có nền tảng tài chính, lại thêm ý tưởng hay ho, cùng động lực cải thiện uy tín và địa vị, con thấp này chắc chắn sẽ gặt hái thêm nhiều trái ngọt. Bản thân bạn cũng hài lòng với những gì mình đã bỏ ra. Theo dõi tử vi phương Đông, thiên diêu chủ đào hoa, giúp cho đào hoa vượng, nhưng chỉ có lợi cho người độc thân là chủ yếu. Riêng với những cặp đôi thì đào hoa quá vượng lại hóa thành tai họa khi mà các mối quan hệ khác phái có nguy cơ vượt quá giới hạn, đe dọa đến hạnh phúc gia đình, khiến cho đôi lứa nảy sinh nghi ngờ, mất lòng tin vào nhau. Quý nhân, Dần, Ngọ, tiểu nhân, Thân, Hợi. Màu sắc may mắn, xanh nước biển, xanh rêu. Con số may mắn, 89, 12, 50. 3. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Người tuổi Nhâm Tuất thời gian này cát lành, phúc khí tới ầm ầm, xua tan những bóng mây đen tối mang theo xui xẻo trước đó. Chuyện tình cảm khởi sắc rực rỡ, người độc thân thể hiện sức quyến rũ của mình với người khác phái một cách ngoạn mục. Có lẽ những người xung quanh cũng phải bất ngờ vì sức hấp dẫn tiềm ẩn phía sau con người bạn. Công việc của bản mệnh đang diễn ra rất tốt, nên chuyện được cân nhắc tăng lương không còn xa vời, thu nhập dần ổn định và thậm chí còn có thêm những khoản thưởng ngoài dự kiến. Tài lộc đổ về ào ào như nước, người thầy Nhâm Tuất có vận trình tài lộc vô cùng hanh thông, người làm kinh doanh phát tài phát lộc, thực thần mang tới cho bản mệnh những cơ hội làm ăn hiếm có. Có cát khí che chở, con giáp này có thể giải quyết được một số vấn đề khúc mắc tồn tại từ trước đó,
hoặc đưa ra giải pháp phù hợp để cùng đội nhóm của mình vượt qua khó khăn hiện tại. Khả năng lãnh đạo của bạn cũng được bộc lộ rõ ràng thông qua đó. Bên cạnh công việc, các mối quan hệ của bạn đều đang tiến triển tốt đẹp, không chỉ quan hệ với các thành viên trong gia đình, với người ấy, mà quan hệ với đồng nghiệp cũng rất khả quan, tinh thần của bạn nhờ vậy thêm phần phơi phới. Theo dõi tử vi phương Đông, thiên đức cát tinh giúp cho người tuổi Nhâm Tuất tránh được những cạm bẫy do kẻ xấu bày ra. Thiên quan vẫn đang rình rập, nhưng cát tinh này đã hóa giải được những hung vận có thể xảy ra. Bản mệnh cần phải tập trung vào công việc của mình, chớ nên lo những chuyện bao đồng mà tự kéo thêm phiền phức. Quý Nhân, Mão, Ngọ, tiểu nhân, Thìn, Mùi. Màu sắc may mắn: trắng, xanh lam. Con số may mắn: 56, 19, 04. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, tháng 5 âm lịch 2024. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích vượng tài lộc, thu hút may mắn. Vậy người tuổi Nhâm Tuất 1982 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Nhâm Tuất với tuổi Tý. Tý khéo ăn, khéo nói, giỏi trong việc giao tiếp, ứng xử với mọi người. Vì vậy mà những người tuổi này có nhiều mối quan hệ xã hội rộng rãi, còn Tuất dường như không mấy quan tâm trong việc tạo lập các mối quan hệ, bởi họ cho rằng tình cảm bạn bè sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu thiếu đi sự trung thành. Khi kết duyên với nhau, hai tuổi này khá ăn ý và hòa hợp. Sự trung thành của tuổi Nhâm Tuất sẽ luôn khiến cho Tý cảm động và hài lòng. Hơn nữa, họ có thể thấu hiểu được những suy nghĩ tình cảm của đối phương dù chỉ qua ánh mắt, cử chỉ. Chính vì vậy, tuổi Nhâm Tuất và tuổi Tý luôn biết cách để làm mới tình cảm, duy trì ngọn lửa tình yêu nồng nàn, hạnh phúc. Không còn gì tuyệt vời hơn nếu Tuất và Tý hợp tác làm ăn với nhau. Sự kết hợp này sẽ đạt được hiệu quả cao và giúp họ gặt hái nhiều thành công. Tuổi Tý sẽ mang lại may mắn, tài lộc đến cho sự nghiệp của tuổi Nhâm Tuất. 2. Tuổi Nhâm Tuất với tuổi Sửu. Trên phương diện tình yêu, Tuất và Sửu dễ dàng cảm nhận được sự thu hút, hấp dẫn của đối phương ngay từ lần đầu gặp đầu tiên. Họ đồng điệu thấu hiểu lẫn nhau, cùng trải qua những thăng trầm, khó khăn trong cuộc sống. Dường như mối quan hệ này được lấp đầy bởi tình yêu say đắm và chân thành, hoàn thành không có chỗ trống cho sự chia ly. Nếu hợp tác làm ăn với nhau, nó sẽ giúp đỡ tuổi Sửu trong phần tính toán, lập kế hoạch cho những bước phát triển vượt bậc. Còn Sửu sẽ là trợ thủ đắc lực, giúp cho Tuất tiến hành những kế hoạch dự định đó. Họ tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, bởi vậy mối quan hệ này ngày càng lâu dài, gắn bó. 3. Tuổi Nhâm Tuất với tuổi Dần. Sự tương đồng về tính cách và sở thích đã giúp cho Tuất và Dần lại gần với nhau hơn. Trong tình yêu, hai tuổi này khá hòa hợp và hạnh phúc. Họ dành nhiều thời gian để cùng nhau đi du lịch, thư giãn, trải nghiệm những điều mới mẻ xung quanh, mặc dù hai bên đều cần những khoảng thời gian riêng biệt để hoàn thành bản thân. Những lúc khó khăn, tất đều cần đến sự giúp đỡ, động viên và ủng hộ của Tuất. Họ trở nên gắn bó và không thể thiếu nhau trong cuộc sống. Nếu hợp tác làm ăn với nhau, hai tuổi này sẽ xây dựng một sự nghiệp ổn định, vững chắc. Tuổi Tuất sáng tạo và nhanh nhẹn, nhưng lại dễ nản chí, và tuổi Nhâm Tuất sẽ giúp họ khắc phục những nhược điểm đó. 4. Tuổi Nhâm Tuất với tuổi Mão. Trong tình yêu, Tuất và Mão sẽ là một cặp đôi lý tưởng, khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Mão yếu đuối và nhạy cảm, rất cần đến sự che chở, quan tâm, chăm sóc của đối phương, và không ai làm điều đó tốt bằng Tuất. Họ sẽ nhanh chóng xây dựng cuộc sống gia đình, cùng nhau trải qua những khó khăn, gian khổ trong cuộc sống. Với sự thông minh, sáng suốt và tài năng của mình, tuổi Nhâm Tuất sẽ sớm hoàn thành dự định của mình. Những kế hoạch trong cuộc đời, mọi thứ sẽ suôn sẻ, tốt đẹp hơn nếu có bàn tay trợ giúp của tuổi Mão. Nếu kết hợp với nhau, cặp đôi này có thể thành lập một công ty vững mạnh cho riêng mình. 5. Tuổi Tuất với tuổi Thìn. Thìn và Tuất có thể trở thành một cặp đôi trong tình yêu, nhưng mối tình của họ có lâu dài hay không còn phụ thuộc vào sự thấu hiểu, đồng cảm ở hai bên. Thìn luôn có những ý kiến, quan điểm trái ngược lại với Tuất, điều đó khiến họ trở nên khó khăn. Mỗi khi trò chuyện, những mâu thuẫn, cãi vã bắt đầu xảy ra, chẳng ai chịu nhường nhịn vì Thìn và Tuất đều có cái tôi rất cao. Nếu thực sự nghiêm túc và muốn duy trì mối quan hệ lâu dài, hai tuổi này cần phải lắng nghe, chia sẻ và tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa. Tuất và Thìn cũng sẽ hợp tác tốt nếu như họ cùng có mục tiêu và chí hướng. Những người tuổi Nhâm Tuất cần có cần cù làm việc, không ngừng nỗ lực để đạt được thành công, nhưng đôi lúc họ thiếu đi sự may mắn. Lúc này, sự có mặt của tuổi Thìn sẽ giúp công việc của họ thuận lợi, suôn sẻ hơn,
6. Tuổi Nhâm Tuất với tuổi Tỵ. Tuất và Tỵ dù có nhiều điểm khác biệt nhau về sở thích, tính cách, nhưng họ lại dễ dàng hòa hợp trong tình yêu. Hai con giáp này sẽ dành nhiều thời gian để hâm nóng tình cảm bằng cách đi du lịch xa, cùng nhau ăn tối, mua sắm. Họ thậm chí còn có thể quấn quýt lấy nhau cả ngày không rời. Tuổi Tỵ nổi tiếng là hay ghen, nhưng sự chung thủy của tuổi Nhâm Tuất luôn khiến cho Tỵ cảm động, hài lòng. Có một điểm chung giữa hai tuổi này, đó là Tuất và Tỵ đều khéo giao tiếp, ứng xử. Bởi vậy họ có thể cùng nhau hợp tác và đạt được thành công trên nhiều lĩnh vực. Chắc chắn, tuổi Nhâm Tuất thông minh, chăm chỉ, sẽ cần đến những ý kiến đóng góp sáng tạo, độc đáo của tuổi Tỵ. 7. Tuổi Nhâm Tuất với tuổi Ngọ. Tuất và Ngọ đều là những con người có tính cách hướng ngoại, thích giao tiếp và kết bạn. Nếu kết duyên với nhau, cặp đôi này sẽ dành nhiều thời gian để hẹn hò bên ngoài hơn là thư giãn ở nhà. Những người tuổi Ngọ dù với bản chất dễ thay đổi, rung động trước những điều mới lạ, nhưng họ lại không bao giờ nhàm chán với tuổi Nhâm Tuất. Có nhiều điểm tương đồng về tính cách, sở thích chính là cơ sở, nền tảng vững chắc giúp họ duy trì mối quan hệ này. Sự hợp tác làm ăn giữa Tuất và Ngọ sẽ đem lại thành công trên nhiều lĩnh vực, bởi cả hai tuổi này đều rất năng động, sáng tạo, chăm chỉ và kiên trì trong công việc. Hơn nữa, họ rất dũng cảm, kiên trì trong công việc. Ngoài ra, họ rất dũng cảm, gan dạ khi đối mặt với khó khăn, nguy hiểm, không có bất kỳ thử thách nào khiến cho Ngọ và Tuất sợ hãi bỏ cuộc. 8. Tuổi Nhâm Tuất và tuổi Mùi. Mùi và Tuất có nhiều điểm trái ngược, khác biệt nhau. Vì vậy họ cần có nhiều thời gian để tìm hiểu, đồng cảm với đối phương. Nếu nghiêm túc trong tình yêu, hai con giáp này có thể trở thành một cặp đôi hòa hợp. Thế nhưng sự đổ vỡ cũng có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Nguyên nhân bắt nguồn từ sự nhạy cảm, dễ tổn thương của tuổi Mùi và sự thẳng thắn của tuổi Nhâm Tuất. Người tuổi Nhâm Tuất chân thành nhưng luôn vụng về trong cách bày tỏ tình cảm của mình. Bởi vậy, đôi khi tuổi Mùi hiểu lầm rằng Tuất lạnh lùng, khô khan, không có tình cảm với mình. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như Tuất và Mùi trở thành đối tác làm ăn của nhau. Họ có thể cùng nhau vượt qua khó khăn, là động lực giúp nhau vươn lên trong cuộc sống. Mùi hoàn toàn có thể tin tưởng vào năng lực, tài năng cũng như là những kế hoạch dự định của tuổi Nhâm Tuất. 9. Tuổi Nhâm Tuất với tuổi Thân. Tuổi Nhâm Tuất và Thân có nhiều sự khác biệt cả về tính cách, quan niệm và sở thích, nhưng may mắn sự khác biệt ấy lại giúp họ bổ sung, hỗ trợ nhau. Thân và Tuất sẽ có nhiều chuyến phiêu lưu, thám hiểm, những điều mới mẻ, độc đáo xung quanh. Tình cảm hai người khác giới giữa họ cũng sẽ nhanh chóng gắn kết và phát triển thành một tình yêu đích thực. Chỉ cần họ tin tưởng, nhường nhịn và sẻ chia với nhau nhiều hơn thì không còn gì có thể chia cắt với mối tình vĩnh cửu này. Đây cũng sẽ là một sự hợp tác làm ăn tuyệt vời với Tuất nếu như Tuất và Thân bắt tay trở thành đối tác của nhau. Nếu như tuổi Nhâm Tuất thông minh, chăm chỉ, luôn cố gắng hoàn thành thật tốt trách nhiệm của mình thì Thân sẽ đảm nhận vai trò của một nhà lãnh đạo, quản lý và tổ chức công việc. 10. Tuổi Nhâm Tuất và tuổi Dậu. Tuất có nhiều nguyên tắc trong cuộc sống của mình và Dậu dường như không thể thích nghi với điều đó. Ban đầu, mối tình của Tuất và Dậu sẽ gặp khá nhiều khó khăn, mâu thuẫn. Nếu thực sự yêu và nghiêm túc, cặp đôi này có thể cải thiện mối quan hệ bằng cách nhường nhịn, lắng nghe và dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Điều tuyệt vời nhất của Tuất và Dậu khi chung sống một nhà đó là họ luôn giữ căn nhà của mình thật sạch sẽ, gọn gàng. Nếu hợp tác làm ăn với nhau, hai con giáp này có thể đạt được thành công trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh doanh. Với con mắt nhìn xa trông rộng, Tuất có khả năng đánh giá và phân tích nhu cầu thị trường, còn Dậu sẽ là người thực hiện những kế hoạch, mục tiêu của hai bên. 11. Tuổi Nhâm Tuất với tuổi Nhâm Tuất. Tình yêu bằng tuổi của con giáp này khá lý tưởng và thú vị. Họ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc và những thăng trầm vui buồn khi yêu. Dường như cặp đôi này quấn quýt với nhau cả ngày mà cũng không hề cảm thấy nhàm chán. Họ thoải mái với những câu chuyện hài hước, cùng nhau ăn uống, vui chơi và làm việc. Mối quan hệ của hai người tuổi Nhâm Tuất tồn tại ở hai trạng thái. Họ vừa là người yêu lý tưởng, vừa là những người bạn tri kỷ không thể thiếu trong cuộc đời của nhau. Không còn gì tuyệt vời hơn nếu hai người tuổi Nhâm Tuất cùng nhau bắt tay xây dựng sự nghiệp. Họ là những người có ý chí kiên cường, lòng quyết tâm cao. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu, tuổi Nhâm Tuất sẽ không bao giờ chán nản, bỏ cuộc. Hai tuổi Tuất kết hợp với nhau sẽ tạo nên một sức mạnh phi thường, phát triển sự nghiệp một cách nhanh chóng, khiến mọi người kinh ngạc. 12. Tuổi Nhâm Tuất và tuổi Hợi. Người tuổi Nhâm Tuất khá nghiêm khắc và có nhiều nguyên tắc trong cuộc sống. Sự xuất hiện của tuổi Hợi khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn, bởi những nguyên tắc ấy dần dần bị tan biến đi, thay vào đó là sự thoải mái, phá cách. Tuổi Hợi như một luồng gió mới,
đem đến tình yêu ngọt ngào trong cuộc đời tuổi Nhâm Tuất. Họ thư giãn, hưởng thụ bằng cách cùng nhau nếm những món ăn ngon, cùng xem phim, nghe nhạc hay chơi thể thao cuối tuần. Những người tuổi Nhâm Tuất sẽ luôn làm cho mọi thứ để quan tâm, chăm sóc và bảo vệ tuổi Hợi. Mối quan hệ này cũng trở nên gắn bó hòa hợp. Trên phương diện hợp tác làm ăn, tuổi Nhâm Tuất sẽ đóng vai trò là người đứng đầu tổ chức, sắp xếp công việc. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, dù là người rộng lượng đến đâu, dù có cố gắng đến thế nào, thì vẫn có một số người và việc khiến ta buộc phải nổi nóng. Điều quan trọng nhất khi ấy là ta phải học được cách kiềm chế bản thân. Đừng chỉ nghĩ đến việc người kia đáng ghét ra sao, đừng cố bới móc sai lầm của họ để ta được hạ dạ. Hãy tự hỏi, tại sao ta lại sinh ra cảm xúc tiêu cực đến vậy về họ? Bạn có biết rằng trong rất nhiều trường hợp, những khuyết điểm mà ta không thích, không muốn đối mặt nhất của bản thân lại trùng hợp xuất hiện trên người mà chúng ta ghét? Hay nói cách khác, ta ghét họ vì họ đang mang những khuyết điểm của chúng ta, chỉ có điều ta không chịu thừa nhận mà thôi. Lắng nghe lời Phật dạy về an nhiên giúp bạn mạnh mẽ trước mọi sóng gió. Đừng luôn đổ lỗi cho ngoại cảnh, cũng đừng nghi ngờ bản thân. Chỉ cần mang tâm thái bình thản, ta sẽ nhìn thấy rất nhiều điều tốt đẹp trong thế giới này. Đối mặt với cuộc sống không ngừng đổi thay, điều chúng ta có thể làm chính là cảm thông, chấp nhận, sống chung, yên lặng và nỗ lực tối đa làm tốt mọi việc của mình. Sống với thái độ tích cực, cảm hóa cuộc đời, chúng ta không thể cứ luôn nhớ mãi về quá khứ, lại đồng thời dõi mắt nhìn về tương lai. Lời Phật dạy về cách đối mặt với cuộc sống rằng, tĩnh tọa thường tư kỷ quá, nhàn đạp mạc luận nhân phi, tức là khi ngồi yên nghĩ về lỗi lầm của bản thân, khi nói chuyện đừng nói về lỗi lầm của người khác. Muốn thế giới tốt đẹp và lý tưởng như ta mong muốn, trước hết phải bắt đầu từ thái độ sống của chính ta. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Bản biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.